có tiền chung không? Có, mà em không có chờ luôn kìa. Buông thì có buông. Anh bầu. Ai làm cái? Em lắc chưa? Em lắc chưa? Rồi bây giờ em lắc. Em buồn đâu. Đâu bây giờ đổi lại, đổi cái đi. Đi đâu, không nợ cho lại kìa. Đâu, dẹp cái. Dây làm cái gì? Đứng ra sau lưng, đứng ra sau lưng. Cười quay phim kìa, cười quay phim kìa. Em nhường ghế cho Duy làm cái. Không, đứng luôn đi. Duy đứng luôn đi Duy. Không, đừng để nó không. Không đi quanh kia. Làm cái đây, đứng đây làm cái. Rồi. Đây, dở ra. Dở ra cho xem. Bầu cua kìa. Rồi, rồi. Rồi, bây giờ ai đã? Rồi gì nữa? Yeah. Má mới đặt lại đi, mới đặt lại đi. Đặt này. Đặt đi. Giải ra bầu. Rồi. Cá. Cá. Này đi, đặt đây, đặt lại. Rồi. Rồi. Cháu ngoại mượn. Cháu ngoại. Rồi, gì lắc đi gì? Rồi, từ từ. Từ từ. Có đây, có đây. Có tôm. Vô. Vô. Lúc nãy 5 ngàn người ta thôi. Mua 5 ngàn người ta thôi. Ờ, gói đại cho 5 ngàn nè. 10 ngàn đây. 1 ngàn, 2 ngàn, 4 ngàn. Rồi, thôi đây. Đây. Thôi. Còn bo kêu ông nội cho. Chưa mà, chưa ông nội chưa đặt mà. Chưa đặt. Thì ba nãy nó chưa đặt nên lạc nó lại. Lạc lại, chưa đặt. Ai biểu con khui vậy? Khui đã đi. Con này. Rồi 15 ngàn. 15 ngàn. Là bộ ngoại đặt đây bộ ngoại. Bộ ngoại đây bà nội. Đây tới hai loại trà. Bộ ngoại đặt của con nha. Bộ ngoại đặt của con. Một loại trà đỏ, một loại trà vàng. Để con xin. Bộ ngoại đặt một con bộ. Lấy cái cua đi. Con này chơi lớn. Con này chơi. Cá, cá. Con câu bỏ vô cái nào chung. Bộ ngoại đặt cái gì đó bộ ngoại. Bộ ngoại đặt cái gì mà lúc về là rồi, lắc ốc, đây. 5.000 cua, ôi 5.000 tôm. Phải đặt cua rồi đó. Có cua đây, có cua đây. Còn 5 phút nữa sẽ tới tiết mục lì xì. Không có gà. Đây là đang kiếm tiền à, để có tiền cho bầu cua. Đây là mùng 2 Tết. Hả xuống ra xuống ra tư anh. Ôi nha. Ôi từ giờ tụi nó không hết tụi nó không hết. Là chung. Đâu giờ ghé hàng ra coi. Ủa đặt có quỳ đặt hả? Quỳ đặt rồi. Ừ. Đâu cả anh đi. Đâu chuẩn bị nha. Chung chưa? Giỡn đây lên. Đặt chưa? Hả? Không biết nữa. Chung. Cái này có đặc biệt gì không hay là giống hết giống nhau hả? Có một cái đặc biệt. 5 ngàn. Này có. Con trâu. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, mười hai, ba, mười bốn, mười lăm, quá trời lại hả bà? Đủ hết luôn nguyên hàng cháu không? Để chơi. Bên cha nghe nói nội ngoại là nhai cái này đúng không? Xe nó như cái quạt cái coi. Xe nó như cái quạt cái coi. Tại vì lấy cái này để làm cái avatar. Ừ. Ai đặt con cua luôn đó lửa? Ồ, cái này là tiền lì xì 5 câu luôn. Quay nhanh đi xong rồi cất liền không? Quay lại nó giật á. A few minutes later. Hello. Chuẩn bị lì xì. Ủa đi nhận gạo hay nhận gì vậy? Nhận gạo là đầu năm phải không? Rồi tiết mục nhận gạo đầu năm. Rồi được. Bắt đầu từ ngay chỗ này. Ba giữ mà. Rồi, cho dì Tư nói mấy câu cái. À, năm hôm nay mùng 2 Tết, gia đình dì Tư sẽ lì xì cho tất cả mọi người, trong đó có ông bà ngoại. Năm mới chúc ông bà ngoại luôn dồi dào sức khỏe. Má. Sao? Mạnh khỏe. Bây giờ mẹ cũng chúc hai con làm ăn mỗi ngày mỗi tiếng vỡ. Sáng nào cũng phải tập thể dục nha. Rồi. Hay tập thể dục hai cái chân. Còn bé thì không được ngày nào được. Chúc ba cũng giữ gìn sức khỏe. Ăn cố gắng ăn thêm rau xanh. Ăn không được bữa ăn gì? Ăn
đâu xanh rồi vô. Ngồi lên kế hoạch đi miền Tây với lại Bình Định gì nữa chứ. Xong sữa thì uống đều vô, mình phải cố gắng ăn rau mới được. Nha, ăn rau vô chứ không cảm ơn. Chúc gia đình năm mới mấy đứa cháu rồi học giỏi, làm ăn phát đạt. Sao có chuyến đi miền Tây nào không? Không có đi. Là kế hoạch để con để con cháu nó sắp xếp. Chắc không đi đâu. Khi nào có kế hoạch đi thì bảo nha. Rồi. Rồi. Chuẩn bị xây đó. Không đủ rồi. Không đủ rồi, gái giờ. Xinh hết phải không? Nhiều tiền, xinh đẹp. Trời ơi, đã quá. Nè, cô Tư chúc con ăn tốt nha, học tốt nha, ngoan ngoãn với bố mẹ nha. Ăn cho lớn, thầm giỏi. Năm sau lớn rồi, có ăn gì à? Ăn kẹo cho anh Thơm. Chúc con rồi, khỏe hả? Coi coi. Cô Tư chúc con ăn nhiều vào nha, ăn cho nó tròn lại tí nha, ốm quá nha con. Không có Tư miếng coi. Ấy, đã quá ta. Đấy thằng kia vụ ở ngoài mày. Rồi, gái lên. Con chúc biết không, biết đỡ không? Xinh đẹp, khỏe mạnh, vui vẻ bên gia đình ngày Tết. Ồ, vui mẹ. Vui vẻ. Gì vậy ba? Để chúc con là phải ngoan ngoãn nha, học tốt nha. Rồi. Chúc gì không? Dữ ta. Ngày càng xinh đẹp, đi vô như nước. Khóa nhất không đó. Lớn à. Chị Tư chúc con á thì là phải mạnh mẽ lên nha. Nha. Không có nhảy vậy nha. Mạnh mẽ lên. Giỏi. Ngoan. Chị cháu luôn em, chị sao đi? Tốt cho con. Giúp đỡ mấy cháu luôn chị ba. Bà ngoại khui cái nhiêu xe rồi. 5 triệu. Cô phần bà ngoại. Bà ngoại của con là phải ngoan ngoãn với bố mẹ nha. Lớn là phải hiểu biết nha. Dạ. Không có cơ. Bò sẽ quýnh luôn su. Cô Tư lì xì cho su chưa? Im. Mấy chú bay có câu một vậy. Còn nghe gia đình là yến vậy. Còn vui rồi đâu, thấy chị là năm nay chị là người lớn rồi, chị đã vợ đi làm rồi. Con chị lấy làm thôi à. Chúc nó đâu đừng à. Rồi mau mau đừng sạch thấy cũng thiếu cái gì thì không lớn rồi chứ cái gì. Ủa gì vậy? Tô tấm xô. Ủa cái này là còn dư cho nên là hẳn luôn. Xô cái này là xô à. Xô rồi lần này thứ hai mà coi như là mình thì mình cứ cần mừng năm mới, em cũng chúc cho anh chị với các cháu nhiều sức khỏe. Đó có chưa? Anh này là tận dụng cơ hội. Phát đạt. Ông cậu gì kỳ quá. Ước gì được đó. Nhất là thêm 2-3 miếng đất nữa hoặc là 3-4 cái chung cư nữa trong năm nay. Thôi đợi ông bà ngoại chia chứ mới có. Rồi. Ông chủ của chiếc xe này mà còn cái này lấy tiền lọc xì nữa. Khai xuân lấy lọc để năm nay mình phát. Rồi, thêm chiếc nữa hay sao? Thêm căn biệt thự nữa. Thêm căn đi. Thêm căn biệt thự đi. Rồi, cảm ơn. Mua vé số đi, mua tiếng căn biệt thự xong rồi vẫn kiếm. Mua luôn, có là mua vé số luôn. Tặng cả cái này. Xô. Hả đi, hả bà Tư đi. Hả bà Tư đi. Sắp hàng lần 2 bó còn dư bà còn xíu nữa kìa.
Khoan đã, bây giờ vô luôn căng luôn, quay góc nhìn đáng đẹp. Cây dạ. Năm mới chúc gia đình tư năm mới là mạnh khỏe nha, vạn sự như ý, rồi làm ăn phát gấp năm gấp mười lần năm cũ nha. Chúc gia đình mợ mợ sống năm nay phát triển gấp 2-3 lần nè. Cảm ơn cô Tư. Xong đi thôi, rồi rồi chị bác. Quán á, bây giờ xong rồi á. Coi nào, anh chúc cho anh ba kìa, anh ba kìa. Đúng rồi, giờ tới anh ba vô. Trời ơi, vô đây rồi. Hỏi chỗ đi, anh ba vô. Không, anh ba vô đây rồi. Quán á, bây giờ á, xong rồi á. Cùng gia đình á, chụp một tấm trước cây mai chiếc xe. Hai chị ba làm rồi. Mấy đứa cho chụp hình này con. Để chụp hình đi. Để chụp hình vô. Đứa nào nhanh chân chụp hình lì xì thêm 50. Rồi nhanh. Chuẩn bị nè. Chuẩn bị nè. Con kịp. Quay vô mai hoàng, quay vô cái mai. Rồi nhé. Lớn quá lớn. À, chúng hai vợ chồng cầu Nam năm nay làm ăn tốt hơn năm trước nha, gấp đôi đi. Cảm ơn chị. Đâu có, nó nói chị và chị Túc nói đi chứ còn mấy em nữa chứ. Ủa? Ủa? Có luôn hả? Gì? Gỡ cho mẹ anh được. Con không lỡ lấy ra luôn. Lucky money. Mày may mắn. Dạ. Là Nam lỡ. Yeah. Rồi chúc mừng năm mới chị Tư, anh chị làm ăn sống khá hơn nha. Hôm sau cái này mới hôm sau cái này mới dày hơn gấp đôi rồi nè. Dày rồi mới chịu đủ cơ hội chứ. Rồi bây giờ tránh ra, giờ tới anh Từ, gia đình Từ vô đó đó đó, phải có sự công bằng. Bún đã về kịp. Ra đồng hồ coi. Chưa 20 à. Bán 20 à, đúng giờ rồi. Ủa hết giờ đó má. Buôn hết giờ rồi mà buôn. Kéo cái khẩu trang lên dưới. Một giờ. Ủa buôn có biết chúc không à? Ơi. Buôn đâu biết chúc đâu. Bà chúc giùm. Buôn hỏi chê đi. Buôn ngày qua cũng hết gia đình buôn của ba bốn bao. Không thua. Có ba bao. À còn hôm qua là chị hay ý xí. Chị hay ý xí. Cho mẹ ba đứa mà lấy đi 5 bao. Buôn chỉ nhận tiền mặt thôi, không nhận tờ giấy. Đi qua quýnh bài đi là thôi. Lấy rồi. Hai mấy triệu. Khoan bây giờ chị vô luôn đi. Rồi xong rồi ra mình quay sao. Rồi bây giờ á, lì xì xong rồi tới tiết mục chụp chung với lại khoe tiền cũng được. Rồi á. Rồi một cái nữa là sau khi quay và chụp hình là nói Happy New Year ấy nha. Rồi ok không chưa. Anh chuẩn Happy New Year thì bận nha.
Rồi, rồi mở đó, mời mở nó vô. Rồi hát vô nha. Rồi cậu ấy chụp. Rồi, rồi tất cả nhìn lên đây nha. Lên đây, lên đây. 1, 2, 3. Happy New Year. Yeah. 1, 2, 3. Rồi giờ xong này là tới anh Từ á, anh Ba đó.